Agua Shopping. Chúng ta cùng luyện nghe bài số 4 các bạn nhé. 알아봅시다. 1번. 대화를 잘 듣고 내용이 같으면 O, 다르면 X 하십시오. 1. 바지가 좀 길어서 수선해야 할 것 같은데 수선은 무료로 할 수 있지요? 죄송하지만 지금은 세일 기간이어서 수선비를 내셔야 해요. 2. 허리가 좀 작은 것 같아요. 한 치수 더 큰 것으로 보여주세요. 죄송하지만 더 큰 사이즈는 다 나갔는데요. 그 바지 대신에 이 옷은 어때요? 요즘 유행하는 디자인이에요. 3. 실례지만 아이들 옷을 사려고 하는데 몇 층으로 가야 합니까? 5층 스포츠용품 매장으로 가셔서 왼쪽으로 가시면 아동복 매장이 있습니다. 사과 쇼핑 1. 알아봅시다. 1번. 대화를 잘 듣고 내용이 같으면 O, 다르면 X 하십시오. 2. 1. 바지가 좀 길어서 수선해야 할 것 같은데 수선은 무료로 할 수 있지요? 그러면 X 하십시오. 1. 바지가 좀 길어서 수선 바지가 좀 길어서 수선해야 할 것 같은데 수선해야 할 것 같은데 수선은 무료로 할 수 있지요? 수선을 무료 할 수 있지요. 권 này thì nó dài cho nên là chắc là phải sửa rồi. À, sửa miễn phí có được không? Có thể sửa miễn phí không? 죄송하지만 지금은 세일 기간이어서 죄송하지만 지금은 세일 기간이어서 수선비를 내셔야 해요. 수선비를 내셔야 해요. Là vì thời đây là thời điểm khuyến mãi cho nên là phải trả tiền sửa. 허리가 좀 작은 것 같아요. 허리가 좀 작은 것 같아. 작은 것 같아요. Như là cái hông á thì nó hơi to đúng không? Hơi nhỏ. 작다 là nhỏ chứ. 치수 더 큰 것으로 보여주세요. 한 치수 더 큰 것으로 보여주세요. Cho tôi xem cái nào mà lớn hơn một số. 죄송하지만 더 큰 사이즈는 다 나갔는데요. 죄송하지만 더 큰 사이즈는 다 나갔는데요. Xin lỗi nhưng mà cái số lớn hơn thì đã bán hết rồi. Tanakata bán hết rồi. 그 바지 대신에 이 옷은 어때요? 그 바지 대신에 이 옷이 어때요? 아, cái áo này thay cho cái quần đấy thì như thế nào? Thì thế nào ạ? 요즘 유행하는 디자인이에요. 요즘 유행하는 디자인이에요. Đây là cái thiết kế mà đang thịnh hành của thời gian gần đây. 3. 실례지만 아이들 옷을 사려고 하는데 몇 층? 실례지만 아이들 옷을 사려고 하는데 xin lỗi nhưng tôi muốn mua quần áo, tôi định mua quần áo cho trẻ em. 몇 층으로 가야 합니까? 몇 층으로 가야 합니까? Đây tôi phải lên tầng mấy? 5층 스포츠 용품 매장으로 가셔서 5층 스포츠 용품 매장으로 가셔서 quý khách đi lên tầng 5 ở cửa hàng mà sports 용품 là cửa hàng bán đồ thể thao á, dụng cụ thể thao. 왼쪽으로 가시면 왼쪽으로 가시면 rồi rẽ bên tay trái. 아동복 매장이 있습니다. 아동복 매장이 있습니다. Thì
sẽ có cái cửa hàng bán quần áo trẻ em. Chúng ta sang trước tiếp theo nha. 2번. 대화를 잘 듣고 맞는 것에 체크 표시 해보십시오. 1. 어제 산 옷인데 소매 길이가 좀 짧아요. 교환할 수 있을까요? 손님, 그 옷은 손님한테 잘 맞는 옷이에요. 소매 길이만 짧은 거니까 오늘 맡기시면 수선해 드리겠습니다. 그럼 언제쯤 찾으러 오면 돼요? 이번 주말에 입어야 하는데. 오래 걸리지 않으니까 걱정하지 마세요. 여기 손님 성함하고 연락처를 써주세요. 치마를 샀는데 생각보다 색상이 너무 어두워요. 환불을 할수 있을까요? 물론이죠. 영수증은 가지고 오셨죠? 안 가지고 왔는데요. 죄송하지만 저희 가게는 영수증이 없으면 교환이나 환불을 해드릴 수 없습니다. 3. 주말에 등산을 하려고 하는데 등산복 사러 갈 시간이 없어서 큰일이에요. 그럼 집에서 인터넷으로 사세요. 3일 이내에 배송되고 가격도 싸니까 좋아요. 싸기는 하지만 입어보지 않고 사면 사이즈가 안 맞을 것 같은데 괜찮을까요? 저도 얼마 전에 인터넷으로 주문했는데 잘 맞았으니까 걱정하지 마세요. 2번. 대화를 잘 듣고 맞는 것에 체크 표시 해보십시오. 1. 어제 산 옷인데 손 어제 산 옷인데 어제 산 옷인데 소매 길이가 좀 짧아요. 소매 길이가 좀 짧아요. 아, đây là áo mà tôi đã mua hôm qua. Nhưng mà cái tay áo thì hơi ngắn. 교환할 수 있을까요? 교환할 수 있을까요? 아, có thể đổi hàng được không ạ? À? Thực sự là đến mức trung cấp trở lên là cái bài nghe nó đã trở nên nhanh hơn nhiều rồi. Cho nên là nếu mà các bạn không chịu được nghe thì khi mà các bạn có ý định mà ra làm việc với người Hàn, lúc đầu các bạn sẽ bị khớp liền bởi vì cái tốc độ nói của người ta nó nhanh lắm các bạn ạ. Nên là không có cái gì mà có thể giúp đỡ được các bạn bằng cách các bạn tự nỗ lực luyện tập mỗi ngày hoặc là học cùng với giáo viên để giáo viên đôn thúc. Còn nếu như mà tự học á, thì phải tự nỗ lực, tự tạo động lực cho mình rất là nhiều, tự giác và tự ý thức được rằng mình cần phải cố gắng. Cho nên là mình ở đây để giúp các bạn, để tạo động lực cho các bạn. Cho nên là khi mà mình làm ra video á, thì cũng hy vọng là các bạn đón nhận và chăm chỉ lắng nghe rồi học tích lũy cho bản thân. Các bạn đã không có thời gian để đi học hoặc là không sắp xếp được các cái giờ học cho theo cái mong muốn của mình thì thôi, chúng ta sẽ tận dụng những cái bài mình giảng mà mình đã hướng dẫn cho các bạn để các bạn trong cái lúc mà ví dụ như các bạn phải đi làm hoặc là phải phải đi học trên trường chính khóa, các bạn không tham gia được các lớp bổ trợ thêm thì các bạn sẽ xem kênh của mình để mà trau dồi thêm kiến thức. Như vậy là mình cũng hy vọng là giúp đỡ cho các bạn rất là nhiều và hy vọng là các bạn ủng hộ kênh của mình bằng cách là nhấn nút đăng ký kênh, nhấn like, nhấn share kênh các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúng ta học tiếp nhé. 손님, 그 옷은 손님한테 잘 맞는 옷이에요. 손님, 그 옷은 손님한테 잘 맞는 옷이에요. Quý khách, cái áo đó là cái áo mà rất là phù hợp đối với quý khách. 소매 길이만 짧은 거니까. 소매 길이만 짧은 거니까. Bởi vì chỉ có mỗi cái tay áo bị ngắn thôi nên là 오늘 맡기시면 오늘 맡기시면 nếu mà hôm nay quý khách giao cho chúng tôi 수선해드리겠습니다. 수선해드리겠습니다. Chúng tôi sẽ sửa cho quý khách. 그럼 언제쯤 찾으러 오면 돼요? 그럼 언제쯤 자짜 오다 hả? 이게 không rõ. 찾으러 오면 돼요? 자치러 오면 저 어렵 양 chưa? 언제쯤 자치러 오면 돼요? Vậy thì khi nào tôi có thể đến đây ha? 이번 주말에 입어야 하는데. 이번 주말에 입어야 하는데 cuối tuần này là tôi phải mặc rồi. 오래 걸리지 않으니까 걱정하지 마세요.
오래 걸리지 않으니까 걱정하지 마세요. sẽ không lâu đâu nên là cứ khác đừng lo. 여기 손님 성함하고 연락처를 써주세요. chúng ta sẽ để lại cái gì? Yonlapcho hako, Songham, so cho sale. Cái khách ghi cái tên và cái địa chỉ liên lạc vào đây. Chúng ta có thể không nghe hết trọn vẹn một câu, nhưng mà chúng ta phải nắm được ý chính các bạn nhé.치마를 샀는데 생각보다 색상이 너무 어두워요. 치마를 샀는데 tôi đã mua một cái váy nhưng mà Singapore ta sẽ sang đi đó mũ ở tour bôi nail là gì? Tôi đã mua cái váy rồi nhưng mà cái màu của nó tối hơn là tôi nghĩ. 환불을 할수 있을까요? 환불할 수 있을까요? Có thể đổi hàng được không? Có thể đổi hàng trả lấy tiền không? 물론이죠. 영수증은 가지고 오셨지요? 물론이지요. 영수증을 가지고 왔었지요. đương nhiên là được rồi. Quý khách có mang theo cái hóa đơn không ạ?안 가지고 왔는데요. 안 가지고 왔는데요. Tôi không có mang theo. 죄송하지만 저희 가게는 영수증이 없으면 죄송하지만 저희 가게는 영수증 없으면 xin lỗi quý khách nhưng ở cửa hàng chúng tôi nếu mà không có cái hóa đơn đấy. 교환이나 환불을 해드릴 수 없습니다. 교환이나 환불 드릴 수 없습니다. 환불하다, 환불해 드릴 수 없습니다. Ở cửa hàng của chúng tôi, xin lỗi, ở cửa hàng của chúng tôi nếu như không có cái hóa đơn đó thì chúng tôi không thể đổi hàng hoặc là cho quý khách trả hàng được. 주말에 등산을 하려고 하는데 등산복 사러 갈 시간이 없어서 큰일이에요. 주말에 등산을 하려고 하는데, 네, 이래 주말에 허리. 등산을 하려고 하는데 등산복 사러 갈 시간이 없어서 큰일이. 등산복 사러 갈 시간이 없어서, tóm lại là san시간이 없어서, là không có thời gian để đi mua đồ đi leo núi cho nên là. 그럼 등산을 하려고 하는데 등산복 사러 갈 시간이 없어서 큰일이에요. 큰 일이에요, là gì? Coi như là lớn chuyện rồi ha. 그럼 집에서 인터넷으로 사세요. 그럼 인터넷으로 사세요. Vậy thì mình ở nhà mua đồ qua internet. 3일 이내에 배송되고 3일 이내에 배송되고 được giao hàng trong vòng 3 ngày. gấp 싸니까 좋아요. 가격도 싸니까 좋아요. Và giá cả cũng rẻ cho nên rất là tốt. 싸기는 하지만 입어보지 않고 사면 사이즈가 안 맞을 것 같은데 괜찮을까요? 저도 싸기는 하지만 사기는 하지만 các bạn nghĩ là vấn đề là gì? Mua sa tà là mua hay là sa saginan haziman? Lúc nãy cô kia nói là gì? Rẻ đúng không? Sa đi ca mà rẻ mà. Saginan haziman rẻ thì có rẻ đấy không?입어보지 않고 사면 입어보지 않고 사면 không mặc thử mà mua thì 사이즈가 안 맞을 것 같은데. size가 안 맞은 것 같은데 thì sao? Cái kích thước mà nó không nếu thì cái kích thước mà nó không phù hợp á, còn cá tình đây là có vẻ như là kích thước mà nó không phù hợp thì괜찮을까요? còn cho nên cái đó không sao chứ. 저도 얼마 전에 인터넷으로 주문했는데 저도 얼마 전에 인터넷으로 주문했는데 tôi cũng mới mua hàng qua internet. 했는데 잘 맞았으니까 잘 맞았으니까 nó rất là phù hợp. 걱정하지 마세요. 걱정하지 마세요. đừng có lo. 3번. 대화를 잘 듣고 질문에 답하십시오. 얼마 전에 친구들한테서 선물로 받은 구두가 마음에 안 들어요. 어떻게 하지요? 어디에서 산 구두예요? 구입하신
필요한 장소를 알면 교환할 수 있을 거예요. 그래요? 정말 다행이에요. 사실 저는 구두 대신에 운동화를 사고 싶었어요. 또한 씨는 캐주얼을 즐겨 입으니까 운동화를 자주 신는군요. 맞아요. 그런데 영수증이 없는데 괜찮을까요? 선물 받은 구두니까 교환할 때 영수증이 없어도 괜찮을 거예요. 네, 그럼 수업이 끝난 후에 가봐야겠네요. 3번. 대화를 잘 듣고 질문에 답하십시오. 얼마 전에 친구들한테서 선물로 받은 구두가 마음에 안 들어요. 어떻게 하죠? 어디에서 산 구두예요? 구입한 장소를 알면 교환할 수 있을 거예요. 해라. 대화를 잘 듣고 질문에 답하십시오. 얼마 전에 친구들한테서 선물로 받은 구두가 마음에 안 들어요. 질문에 답하십시오. 얼마 전에 친구들한테서 선물 얼마 전에 친구한테서 cái gì đó không lâu trước đây tôi từ bạn của tôi 선물로 받은 구두가 선물로 받은 구두가 마음에 안 들어요. 마음에 안 들어요. À, mới đây thì tôi nhận được một cái món quà là một đôi giày mà bạn tôi tặng cho. Nhận được từ bạn á. Chính cô hẳn thấy sơ mà ha. Nhận được từ bạn nhưng mà tôi không vừa ý. 어떻게 하지요? 어떻게 하지요? Nên làm thế nào đây? 어디에서 산 구두예요? 어디에서 산 구두예요? Giày là giày mua ở đâu vậy? 구입한 장소를 알면 교환할 수 있을 거예요. 구입한 장소를 알면 교환할 수 있을 거예요. Nếu mà biết được cái chỗ mua hàng thì có thể đổi được hàng đấy. 그래요? 정말 다행이에요. 그래요? 정말 다행이네요. 이에요. 와야? 테디 마이 거야? 사실 저는 구두 대신에 운동화를 사고 싶었어요. 사실 저는 구두 대신에 운동화를 사고 싶어요. Tôi thật ra là muốn mua cái đôi giày thể thao hơn là cái giày tây ha. 또한 씨는 캐주얼을 즐겨 입으니까 운동화를 자주 신는군요. 맞. 또한 씨는 캐주얼을 즐겨 입으니까 vì bạn Tuấn là rất là thích mặc cái đồ mà trang phục thường phục quá ha. Cho nên là 캐주얼을 즐겨 입으니까 운동화를 자주 신는군요. 운동화를 자주 신는군요. 신는군요. Thì chắc là bạn hay mang cái đôi giày thể thao gì? 맞아요. 그런데 영수증이 없는데 괜찮을까요? 맞아요. Đúng rồi. 그런데 영수증이 없는데 괜찮은가요? Nhưng mà tôi không có cái hóa đơn thì có sao không? 선물 받은 구두니까 교환할 때 영수증이 없어도 괜찮을 거예요. 선물 받은 구두이니까 vì là đôi giày mà mình nhận được ha, nhận được cho nên là đại khái là 영수증 없어도 괜찮은 거예요. Thì nếu mà không có hóa đơn thì chắc là cũng được ha. 네. 그럼 수업이 끝난 후에 가봐야겠네요. 네, 그럼 수업이 끝난 후에 한번 가봐야겠어요. Vậy thì sau giờ học tôi phải đi thử mới được ha. Có những đoạn ngay cả mình nghe cũng không kịp. Nhưng mà mình tập trung vào ý chính. 들어봅시다. Các bạn nhé, nếu nghe không kịp thì chúng ta tập trung vào ý chính thôi. Tại vì sau này làm phiên dịch á, đâu có bắt buộc các bạn phải nghe từng chữ một đó các bạn. Các bạn phải nắm được ý chính và truyền đạt ý. Làm sao mà đừng có để rớt những cái ý chính đi là được các bạn nhé. Những cái tiểu từ ưng trên ika này nọ đó thì các bạn có thể giản lược đi trong quá trình mà mình nghe. Bởi vì nếu như cái đó mà người ta đọc không rõ do mình bỏ qua, nhưng mà mình chú ý đến những cái vai trò như chủ ngữ, tân ngữ, động từ thì chú ý gọi nhé.
còn tiểu từ rồi thì chúng ta có thể giản lược được. 내용을 잘 듣고 질문에 답하십시오. 고객 여러분, 안녕하십니까? 저희 엘마트에서는 고객님들이 구입하신 상품에 대해 다음과 같이 교환 환불을 보장하고 있습니다. 고객님들이 상품을 구입하신 후 7일 이내에 영수증을 가져오실 때, 상품 내용이 표시나 광고 내용과 다를 때, 또는 제품에 이상이 있을 때 교환 환불을 해드리고 있습니다. 그러나 구입 후 7일이 지나거나 고객님의 실수로 제품에 이상이 있을 때에는 영수증이 있어도 교환 환불이 불가능합니다. 또한 영수증이 없을 때에도 교환이나 환불을 하실 수 없습니다. 이 점을 꼭 주의해 주시기 바라며, 앞으로도 저희 엘마트에 보다 많은 관심과 사랑을 부탁드립니다. 들어봅시다. Nghe lại gọi nha. 2번. 내용을 잘 듣고 질문에 답하십시오. 고객 여러분, 안녕하십니까? 고객 여러분, 안녕하십니까? Xin chào các quý vị hoặc là xin chào các quý khách. 저희 엘마트에서는 Chơi L-Matthew ở siêu thị L của chúng tôi. L là L tiếng Anh. 고객님들이 구입하신 상품에 대해 다음과 같이 교환 환불을 보장하고 있습니다. Nói chung là nghe được là cái cú ít hà xin sang phùng ha. Rồi, kiểu hoàn thành bún bồ trang ha, cô xin mình bồ trang là đảm bảo ha. Chúng tôi đảm bảo sẽ cho đổi hàng hoặc trả hàng đối với những cái sản phẩm mà quý khách đã mua. 고객님들이 상품을 구입하신 후 7일 이내에 영수증을 가져오실 때, Tóm lại là nghe được ý như thế này, tức là sau khi mà mua hàng trong vòng 7 ngày thì mà quý khách đến xong rồi cái mang theo cái hóa đơn.상품 내용이 표시나 광고 내용과 다를 때, Khi mà mình có những cái nội dung khác với lại quảng cáo hoặc là POC là gì ạ? Biểu thị hoặc là mình ngoài bao bì á, POC là biểu thị hoặc là cái ngoài clip ngoài bao bì á, nó khác với nội dung quảng cáo và bao bì. 또는 제품에 이상이 있을 때 교환 환불을 해드리고 있습니다. Rồi, isang là gì ạ? Có cái gì đó khác thường, bất thường thì có thể là kêu hoan và hoan buồn, đổi hàng trả hàng. 그러나 구입 후 7일이 지나거나 고객님의 실수로 제품에 이상이 있을 때에는 영수증이 있어도 교환 환불이 불가능합니다. 7 China tả là gì? Vượt quá 7 ngày. Nhưng nếu mà quá 7 ngày này, hoặc là cô kết nghiêm xin zero này, hoặc là do lỗi của khách hàng mà do lỗi của khách hàng ha, mà do lỗi khách hàng, tức là cái sản phẩm nó có vấn đề gì đó ở kiểu xuất hiện xin zero thì mình nghe câu đó được rồi ha, nghe tới đó là mình hiểu rồi, là lỗi của khách hàng thì không thể nào mà dù là có dân xuất chừng thì cũng không thể kêu hoan hay là hoan bôn được nha, có hóa đơn cũng không thể đổi hàng hay trả hàng được. 또한 영수증이 없을 때에도 교환이나 환불을 하실 수 없습니다. Và ngay cả khi mà không có cái hóa đơn thì cũng không đổi hàng trả hàng được.이 점을 꼭 주의해 주시기 바라며, Mong quý khách chú ý cái điểm này, y cho mình chú ý ha.앞으로도 저희 엘마트에 보다 많은 관심과 사랑을 부탁드립니다. Để mà apro elmatue bắn khoan sim qua sarang, nói chung khoan sim qua sarang ha, và sau này thì mọi người vẫn yêu thương và quan tâm nhiều đến cái cửa hàng của chúng tôi. Elmatu là cái siêu thị L của chúng tôi ha. Như vậy là chúng ta đã nghe xong bài số 4 các bạn nha, nghe xong bài số 4 rồi. Rồi, hy vọng là các bạn cảm thấy là cái bài này
không quá khó nghe, chỉ cần các bạn chịu khó học cho vững từ vựng của bài 4 á, thì các bạn nghe cái bài số 4 này đã được ít nhất phải được 70% trở lên rồi các bạn nhé, 70% rồi. Cho nên là cố gắng học từ vựng cho kỹ các bạn nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi bài, nhớ nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.